Tin Thế giới sáng ngày 27 tháng 2 NATO tuyên bố hỗ trợ quân sự thêm cho Ukraine Chuyên gia Mỹ-Anh cho hay có vẻ kế hoạch của Nga không đi đúng hướng Quan chức NATO nói với CNN quân Nga sắp hết dầu và tinh thần xuống thấp Ukraine tuyên bố bắt được chỉ huy tiểu đoàn xe tăng Nga Gần 2.700 người Nga đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản chiến Bộ Quốc phòng Anh công bố video quân Nga có lò hỏa táng di động, che giấu số lính thiệt mạng. Thu Lâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin Thế giới sáng ngày 27 tháng 2 của DKN TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thưa quý vị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, khối này quyết định sẽ hỗ trợ quân sự thêm nhằm giúp Ukraine đảm bảo an ninh trong bối cảnh giao tranh với quân đội Nga. Hôm 26 tháng 2, ông Stoltenberg cho biết, NATO sẽ cung cấp nhiều vũ khí quân sự để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh quân đội Nga cố gắng giành quyền kiểm soát Kyiv. Ông Stoltenberg nói, "Chúng tôi thấy Nga đang cố gắng lật đổ chính phủ Ukraine." Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi quân đội Ukraine lật đổ chính phủ của Tổng thống Zelensky. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, các thành viên của khối này đã cam kết sẽ ủng hộ và hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí phòng không hạng nặng. Tuy nhiên, quân đội NATO sẽ không xuất hiện ở Ukraine. Ông cho biết, hôm 26 tháng 2 lần đầu tiên kể từ khi thành lập, NATO đã phải kích hoạt lực lượng đa quốc gia do lo ngại về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Chúng tôi đã triển khai lực lượng đa quốc gia của NATO. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm như vậy trong bối cảnh đặt ra yêu cầu phòng thủ tập thể lực lượng đa quốc gia của NATO có hàng ngàn quân, bao gồm bộ binh, không quân, hải quân và lực lượng đặc nhiệm, ông Stoltenberg cho hay. Hôm 26 tháng 2, Tổng thống Mỹ Biden đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao hỗ trợ khẩn cấp 350 triệu đô la Mỹ để giúp Ukraine bảo đảm an ninh. Theo nguồn tin của CNN, khoản hỗ trợ này sẽ bao gồm hệ thống pháo chống thiết giáp và hệ thống phòng không. Trong khi NATO cam kết hỗ trợ thêm quân sự cho Ukraine, hãng tin Interfax của Nga đưa tin quân đội Nga đã kiểm soát được Melitopol, một trong những thành phố chiến lược của Ukraine với khoảng 150.000 dân. Chính phủ Ukraine chưa xác nhận thông tin này. Nếu quân đội Nga thực sự kiểm soát được Melitopol, đây sẽ là thành phố lớn đầu tiên mà lực lượng này nắm giữ ở Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2. Thưa quý vị, tình báo Mỹ-Anh cho rằng, chiến dịch quân sự ở Ukraine đang diễn biến có phần không theo kế hoạch của Nga khi quân đội nước này chưa kiểm soát được thủ đô Kiev trong ngày 26 tháng 2. Theo nguồn tin tình báo Mỹ, quân đội Nga đã bất ngờ trước sức kháng cự của các lực lượng Ukraine ở Kiev. Hôm 26 tháng 2, chính quyền của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã vượt qua một trong những ngày khó khăn nhất trong cuộc xung đột với Nga. Một đoạn video được Daily Mail đăng tải cùng ngày 26 tháng 2 cho thấy hàng dài xe quân sự bị cháy rụi ở thành phố Kherson, miền Nam Ukraine. Các xe quân sự bị cháy đều có ký hiệu Z trên thân. Đoàn xe có ký hiệu như vậy từng xuất hiện gần biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính trong vòng 3 ngày kể từ khi mở chiến dịch quân sự, quân đội Nga đã thiệt hại 80 xe tăng, 516 xe bọc thép, 10 máy bay, 7 trực thăng và khoảng 2.800 binh sĩ. Nga hiện chưa đưa ra công bố nào về thương vong. Hôm 26 tháng 2, Bộ Y tế Ukraine cho biết 198 người thiệt mạng và hơn 1.000 người dân của nước này bị thương trong xung đột với Nga. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tiêu diệt 821 mục tiêu quân sự ở Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2. Theo tình báo Mỹ, chiến dịch quân sự ở Ukraine tiêu tốn của Nga ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày. Nếu quân đội Ukraine giữ được đến ngày thứ 10, Nga có thể phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Hippie cho rằng, quân đội Nga đang bị xa lầy ở Kiev do vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các lực lượng Ukraine. Trong bài phát biểu tối ngày 26 tháng 2 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev và nhiều địa điểm chiến lược khác vẫn thuộc quyền kiểm soát của quân đội nước này. Có vẻ kế hoạch của Nga không đi đúng hướng. Tôi cho rằng quân đội Nga đã quá tự tin, ông Hippie nhận định. Trong một diễn biến khác, Anh, Ba Lan, Moldova, Cộng hòa Séc, Estonia và Romania đã tuyên bố đóng cửa không phận với các hãng hàng không Nga nhằm phản đối chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Thưa quý vị, một quan chức NATO đã quan sát thấy vào ngày 26 theo giờ địa phương rằng, tốc độ tiến quân của Nga đang chậm lại theo CNN, một quan chức NATO nói rằng quân đội Nga đang tiến chậm vào Ukraine khi Nga tạm dừng các hoạt động quân sự để câu giờ cho các cuộc đàm phán và quân đội Nga đang gặp nhiều vấn đề khác nhau. Họ đang gặp vấn đề, một quan chức NATO nói. Họ sắp hết dầu diesel và tinh thần dường như đang xuống thấp rõ ràng. Khi được hỏi liệu quân đội Nga có làm tất cả những gì có thể cho các hoạt động quân sự trong tương lai hay không, quan chức này cho biết, nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực, họ đã chậm tiến độ rồi, ngày qua ngày nó sẽ rất đau đớn cho họ. Trong khi đó, phía Nga cho biết họ đã điều binh sĩ của mình mở rộng cuộc tấn công, đồng thời tuyên bố rằng Ukraine đã bác bỏ thỏa thuận đàm phán này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, sau khi phía Ukraine từ chối đàm phán, hôm nay lệnh đã được ban hành cho tất cả các đơn vị tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine từ mọi hướng. Cùng ngày, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin hôm qua đã ra lệnh ngừng các hoạt động của Nga tại Ukraine để chờ đàm phán. Thưa quý vị, các lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố tin tức hôm thứ bảy ngày 26 rằng họ đã bắt giữ thành công một chỉ huy quân đội Nga trong trận chiến ở trên Hipp, miền Bắc Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 26 đã thông báo trên Twitter rằng sau khi các binh sĩ của bộ chỉ huy tác chiến phương Bắc tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng chống lại quân đội Nga trên mặt trận trên Hipp, họ đã bắt giữ thành công hai người Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho xem các giấy tờ quân sự của một trong những người bị bắt, cho rằng người này là Tham mưu trưởng đơn vị 41659. Sau đó lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Tham mưu trưởng bị bắt là chỉ huy tiểu đoàn xe chiến đấu thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 35 thuộc quân khu trung tâm của quân đội Liên bang Nga. Nếu tin tức là sự thật, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào quân đội Nga. Thưa quý vị, khi quân đội Nga đang đẩy nhanh cuộc xâm lược Ukraine, các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh trên khắp đất nước Nga cũng đang gia tăng. Theo CNN, ngày 26 theo giờ địa phương, tổng cộng có 2.692 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản chiến ở Nga trong 3 ngày qua. CNN đưa tin ít nhất 1.370 người trong số họ đã bị giam giữ trong các cuộc biểu tình ở Moscow. Các cuộc biểu tình đầu tiên diễn ra ở Moscow, St. Petersburg và hơn 50 thành phố ở Nga khi quân đội Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24. Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh không chỉ diễn ra ở Nga mà đang lan rộng trên toàn thế giới. Theo hãng tin AP, các cuộc biểu tình phản đối Nga đã diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản, London, Anh và Đài Loan vào ngày hôm đó. Hàng trăm người Ukraine tập trung trước một nhà ga xe lửa lớn ở Tokyo, Nhật Bản, hô vang hòa bình ở Ukraine và ngừng chiến tranh. Một số người cầm những tấm biển có nội dung hãy ngăn chặn Putin và một số người biểu tình vẫy cờ Ukraine, hãng tin AP đưa tin. Người dân Nga đã tố cáo việc Nga xâm lược Ukraine và kêu gọi phản đối thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Các cuộc biểu tình lớn nhỏ tại 54 thành phố của Nga đã dẫn đến việc bắt giữ. Tại Đài Loan, hơn 100 người đã biểu tình hô vang ủng hộ Ukraine và vinh quang cho Ukraine. Tại phố Downing ở London, các cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine đã hô vang. Putin là kẻ sát nhân, và Putin là kẻ khủng bố. Và các cuộc biểu tình phản đối Nga cũng đã được tổ chức ở Australia và New Zealand. Theo CNN, các địa danh trên thế giới như tòa nhà Empire State ở New York, London Eye nổi tiếng ở Anh và tháp Eiffel ở Paris được thắp sáng với màu vàng và xanh, màu của quốc kỳ Ukraine. Thưa quý vị, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía Kiev áp dụng chiến lược trên bộ, trên biển và trên không để phía Ukraine phải rút lui. Dù các nhà chức trách Nga chưa công bố số liệu thương vong, nhưng các quan chức Ukraine trước đó cho biết gần 3.500 lính Nga đã thiệt mạng. Một báo cáo nói rằng kho vũ khí của Nga có những lò hỏa táng di động để che giấu những người lính thiệt mạng và che giấu thực tế của cuộc chiến. Từ New York Post dẫn thông tin từ Daily Telegraph của Anh cho biết, Bộ Quốc phòng Anh mới đây đã công bố đoạn video quay cảnh một chiếc xe container có máy móc cỡ lớn. Khi nhấn công tắc, cửa mở sẽ tự động nâng lên các nhân viên sử dụng cửa sau của xe tải để điều khiển lực nâng của bề mặt chỉ cần thi thể được đặt trên phía bàn sau và chờ máy tiến vào lò đốt toàn bộ quá trình này giống như một lò thiêu di động và thi thể có thể bị tiêu hủy tại chỗ và bất cứ lúc nào bộ trưởng quốc phòng Anh Ben Wallace nói nếu tôi là một người lính chẳng phải đã suy yếu đi rất nhiều sự tự tin trước khi tôi lên đường khi biết rằng có một lò hỏa táng di động đồng hành cùng tôi trên chiến trường cách tiếp cận thực sự rất kinh hoàng như trước đó, Facebook của quân đội Ukraine đã đăng bài phát biểu công khai của Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk yêu cầu hội chữ thập đỏ vận chuyển thi thể các quân nhân Nga thiệt mạng ở Ukraine càng sớm càng tốt. Bà nói rằng, dựa trên nhu cầu nhân đạo, chúng tôi đã yêu cầu thi thể của những người Nga này rời khỏi đất nước. Cuối cùng, không quên nhắn nhủ, nhanh lên, hội chữ thập đỏ, chúng ta sẽ có thêm nhiều xác chết của Nga. Thưa quý vị, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã bước sang ngày thứ ba. Một điều bất ngờ là Nga đã vấp phải sự kháng cự ngoan cường từ Ukraine và không đạt được kết quả trong vài giờ đối với kế hoạch thôn tính kỳ ép. Tình hình chiến sự có chiều hướng tốt lên đối với Ukraine do sự phản kháng của người dân. Giáo sư Trương Thiên Lượng, một chuyên gia bình luận các vấn đề thời sự, đã đưa ra những nhận định của mình trong chương trình Chính luận thiên hạ của ông bày tỏ sự cảm phục đối với người dân Ukraine. Ông nói, dù Nga đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Ukraine Zelensky, nhưng ông Zelensky không những không lùi bước mà còn trang bị đầy đủ vũ khí để chiến đấu đến cùng. Ông nói với mọi người rằng, ông sẽ ở lại thủ đô Kiev vì quân đội của ông đang chiến đấu với quân xâm lược Nga. Hai người trong bức ảnh tweet này bên trái là cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko, người đã được CNN phỏng vấn tại Kiev với một khẩu súng tiểu liền vào ngày 25, nói rằng người Ukraine sẵn sàng bảo vệ đất nước của họ bản thân ông ấy sẽ tham gia cùng các binh sĩ vì bảo vệ Kiev chống lại người Nga. Bên phải là Tổng thống Ukraine đương nhiệm Zelensky với quân phụ trên người. Ông Trương Thiên Lượng nói, Zelensky là một cựu diễn viên và Prosenko là một tỷ phú. Trước sự đe dọa của quân đội Nga, họ không hề có một chút sợ hãi hay rút lui. Lòng dũng cảm này rất đáng khâm phục. Ông tiếp tục bình luận, một số người nhận xét rằng sau hai ngày chiến tranh giữa Nga và Ukraine, một nghệ sĩ hài đã trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Zelensky từng là một diễn viên hài và anh ấy trông khá vụn nhộn. Nhưng bây giờ anh ấy thực sự trông giống một người đàn ông mạnh mẽ và các nhà lãnh đạo của các nước phương Tây đã trở thành những nghệ sĩ hài. Họ đều là đối tượng bị chế diễu. Ông cho nói, tôi đã xúc động khi nhìn thấy những bức hình này. Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, khi đất nước bị xâm lược không vì lý do gì thì nên cùng tồn tại và sống chết với đất nước. Sự kháng cự của Ukraine hiệu quả đến mức quân đội Ukraine cho biết Họ đã bắn rơi một máy bay vận tải lớn trở đầy lính dù nga với sức chứa khoảng 200 lính dù ở phía nam Kiev. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hiện đã tiêu diệt 80 xe tăng, 516 xe bọc thép, 7 trực thăng, 10 máy bay chiến đấu và giết chết gần 3.000 quân. Con số này là khá đáng kể, ông Trương nói. Tổng thống Ukraine đã ra lệnh rằng bất kỳ công dân Ukraine nào muốn bảo vệ đất nước đều có thể nhận được súng và công dân nước ngoài cũng có thể nhận được vũ khí nếu họ muốn bảo vệ Ukraine. Trong trường hợp này, bạn thấy rằng cả quốc gia thực sự là những người lính và tất cả mọi người đang kháng cự. Quân đội Nga hiện đang tấn công thủ đô Kiev từ nhiều hướng và giờ đây, các cuộc giao tranh trên đường phố đã bắt đầu từ con hẻm này đến con hẻm khác. Các chuyên gia tình báo Mỹ cho rằng sức kháng cự của Ukraine lớn hơn dự kiến, vì vậy lần này Ukraine đã cấp hơn 20.000 khẩu súng cho công dân. Ông Trương nói, khi tôi thấy Ukraine gửi súng cho người dân, tôi thực sự xúc động là người đứng đầu một chính phủ do người dân bầu ra, ông ấy có lòng tin đối với người dân và người dân yêu đất nước này. Vì vậy ông ấy đã trao súng cho người dân, biết rằng họ sẽ chiến đấu bằng súng. Một điều như vậy hoàn toàn không thể xảy ra ở Trung Quốc ngày nay nếu Mỹ thực sự vào cuộc. Tôi nghĩ nhiều người Trung Quốc sẽ tham gia nhưng nếu có súng, họ sẽ đến thẳng Trung Nam Hải với một khẩu súng. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không dám tấn công Đài Loan. Điều này thực sự dựa trên một lẽ thường tình như vậy. Bạn thực sự sẽ phải đưa súng cho quân đội và bạn thực sự không biết liệu quân đội có đào tẩu hoặc quay sang bắn bạn hay không. Trong khi Hoa Kỳ kêu gọi thế giới xả dầu thô để bình ổn giá thì Trung Quốc lại chủ trương mạnh ai nấy sống, không chịu bán phá giá cùng Hoa Kỳ. Một thương nhân cho biết đã có những yêu cầu mới từ người mua Trung Quốc kể từ đầu tháng 2 để vận chuyển thêm dầu đến Trung Quốc. Ngay sau khi có tin đồn về cuộc gặp của ông Putin với Tập Cận Bình vào đầu tháng 2, khiến Bắc Kinh tăng cường mua dầu trong một nỗ lực để giảm lạm phát. Vào tháng 11, Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ. Reuters đưa tin và nói thêm rằng Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh sẽ làm theo. Tuy nhiên, chỉ có Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh hứa sẽ tung một lượng nhỏ dầu vào thị trường. Trung Quốc, nước tiêu thụ lớn thứ hai thế giới và nhà nhập khẩu lớn nhất, chưa bao giờ chính thức cam kết hành động này mà thậm chí còn đang mua thêm dầu để tích trữ. Theo Channel News, hai nguồn tin giao dịch dầu cho biết Bắc Kinh đã tăng cường mua dầu ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhà lãnh đạo Nga Putin tại Bắc Kinh vào đầu tháng 2. Một nhà điều hành giao dịch dầu lớn cũng cho biết, chúng tôi đã nhận được những yêu cầu mới từ người mua Trung Quốc kể từ đầu tháng 2 để vận chuyển thêm dầu đến Trung Quốc. Trong khi đó, Ấn Độ cho biết sẽ hỗ trợ việc giải phóng dự trữ dầu thô chiến lược để giảm bớt sự biến động của thị trường và dập tắt tình trạng tăng giá. Cơ quan thông tin báo chí Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố hôm 26 tháng 2, theo Bloomberg, Ấn Độ là nước nhập khẩu dầu thô lớn và 85% lượng dầu của nước này cần được bổ sung bằng nhập khẩu. Tuy nhiên, Ấn Độ chỉ có 39 triệu thùng dầu thô dự trữ, tương đương với khoảng 9 ngày nhu cầu dựa trên mức tiêu thụ năm 2019. Kho dự trữ dầu thô của Ấn Độ đã bán 8 triệu thùng dầu thô cho các nhà máy lọc dầu quốc doanh kể từ năm 2021 và hiện còn khoảng 31 triệu thùng. Thưa quý vị, Tổng tuyển cử của Hàn Quốc sắp diễn ra và các báo cáo thăm dò dư luận của Hàn Quốc cho thấy thế hệ trẻ của Hàn Quốc hy vọng vào sự thay đổi của chế độ. Giá nhà đất cao và tỷ lệ thất nghiệp cao trong nhiệm kỳ của Moon Jae-in cũng khiến những người trẻ tuổi từ phe cánh tả chuyển sang ủng hộ các đảng bảo thủ. Hồ Chí che giám đốc viện nghiên cứu Gallup của Hàn Quốc cho biết như bạn đã có thể thấy từ biểu đồ, trong năm qua, từ năm 2020 đến năm 2021, số lượng thanh niên thuộc phe cánh tả đã giảm đáng kể và có nhiều người theo khuynh hướng bảo thủ ở độ tuổi 50 và 60 hơn một năm trước. Có nghĩa là từ quan điểm bảo thủ, tỷ lệ ủng hộ của người cao tuổi đã được phục hồi và trong độ tuổi đó nó đã hình thành một mức độ tương tự như phe cánh tả để có thể cạnh tranh. Vào ngày 21, Hồ Minh Chê đã tham dự một cuộc họp báo trên các phương tiện truyền thông nước ngoài và công bố một báo cáo về xu hướng bầu cử của Hàn Quốc và các cuộc điều tra dư luận. Sau khi Hàn Quốc thực hiện dân chủ hóa chính trị vào năm 1988, trong số 7 tổng thống được bầu, hai phe luôn phiên nhau nắm quyền trong 10 năm, sau đó thay thế nhau. Theo xu hướng này, phe cánh tả đã nắm quyền được 5 năm và phe cánh tả lúc đầu vẫn chiếm thế thượng phong trong cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò gần đây của Gallup về tỷ lệ chấp thuận của ứng viên tổng thống, tỷ lệ ủng hộ của ứng cử viên của Đảng Quyền lực Quốc gia đang có xu hướng tăng lên. Giám đốc viện nghiên cứu Gallup Hàn Quốc cho biết, sau khi bốn đảng chính trị xác nhận ứng cử viên tổng thống của họ, có một xu hướng thú vị trong các báo cáo thăm dò từ đầu tháng 11 đến cuối tuần trước. Xếp hạng chấp thuận cho ứng cử viên Lee Jae-myung vẫn nằm trong khoảng từ 33 đến 38% từ cuối tháng 11 cho đến tuần trước ứng cử viên Jun Sok Yeol đã giảm từ 38% xuống 26% và sau đó cho thấy xu hướng tăng trong cuộc khảo sát hàng tuần với tỷ lệ chấp thuận hiện tại là 41%. Năm 2017, Tổng thống khi đó là Park geun hye bị luận tội do bê bối chính trị liên quan đến bản thân, cử tri Hàn Quốc có xu hướng trung lập hơn với phe bảo thủ, điều này khiến phe bảo thủ mất nhiều quyền lực. Tuy nhiên, sau khi chính phủ Moon jae lên nắm quyền, tỷ lệ thất nghiệm cao và giá nhà đất tăng cao của Hàn Quốc đã khiến các cử tri trẻ không hài lòng với chính phủ đương nhiệm những lời kêu gọi mong đợi một sự thay đổi chế độ cũng đang tăng lên. Giám đốc Viện Nghiên cứu Gan ở của Hàn Quốc cho biết, theo khảo sát của công ty chúng tôi, 38% người được hỏi tin rằng nên duy trì chế độ hiện tại và 55% người tin rằng nên thay thế nó. Ông nhấn mạnh rằng, cốt lõi của cuộc bầu cử tổng thống lần này không phải là về các khái niệm chính sách như khu vực, tuổi tác, triết học hay sự phân chia cử tri, mà là đánh giá về chế độ hiện tại. Thưa quý vị, mục tin Thế giới sáng của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deccan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Deccan News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.